Nghệ An là một trong ba tỉnh có diện tích đồng lúa lớn nhất trong 31 tỉnh thành phía Bắc. Hoạt động sản xuất lúa gạo có những chuyển biến tích cực, nhất là khâu đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Từ gieo cấy, chăm sóc đến thu hoạch đã góp phần nâng cao sản lượng lúa hàng năm. Tuy nhiên, thực tế là chất lượng và giá trị hàng hóa lúa gạo của tỉnh vẫn chưa cao. Sức cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu còn thấp. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những kết quả mà ngành sản xuất lúa gạo của Nghệ An đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế là tỷ lệ người tiêu dùng trong tỉnh lựa chọn lúa gạo của các tỉnh khác để sử dụng trong bữa ăn hàng ngày là rất lớn. Rõ ràng chúng ta đang thua ngay trên sân nhà. Vậy vì sao chất lượng và giá trị lúa gạo của Nghệ An còn thấp? Cần làm gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới? Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận, phân tích trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này. Yên Thành được xem là vựa lúa của tỉnh với 12.800 ha sản xuất lúa, chiếm gần 1/10 diện tích toàn tỉnh. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt gần 160.000 tấn, góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực trên địa bàn. Trong đó, chủ lực là các hợp tác xã nông nghiệp. Với hơn 200 ha chuyên canh lúa, tập trung vào các giống lúa năng suất cao và đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thọ Thành là một trong những điển hình trên địa bàn huyện trong sản xuất lúa gạo nhiều năm nay. Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện hoạt động sản xuất của hợp tác xã mới chỉ đạt về sản lượng với giống lúa chủ đạo là BTR225, còn chất lượng và giá trị hàng hóa lại thấp và không thể cạnh tranh trên thị trường. Thực tế thì hợp tác xã Thọ Thành từ trước đến giờ sản xuất rất nhiều, hàng năm cung ứng cho thương lái cả mấy nghìn tấn thóc, nhưng mà chỉ là bán thóc tươi thôi, hoặc là bán các cái giống lúa có năng suất nhưng mà chất lượng gạo còn kém, cho nên là giá thành từ thương ép giá. Xã Liên Thành có hơn 400 ha diện tích đồng lúa, nhưng chỉ tập trung vào giống lúa Lai Khang Dân và cũng rơi vào tình trạng tương tự như các hợp tác xã trên địa bàn, khi mặc dù năng suất đạt cao nhưng chất lượng gạo lại thấp. Quá theo dõi khoảng gần 10 năm nay thì đánh giá về giá trị kinh tế mang lại thì lúa Khang Dân phục vụ, một là làm cho nhập vào các cái kho của dự trữ, thứ hai nữa là phục vụ cho cái chăn nuôi. Vì cái lúa này thì giá nó cũng cao, vì sản xuất ra lúa gạo không trở thành thương hàng hóa được. Sau dồn điền đổi thửa, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn máy nông nghiệp các loại. Các khâu sản xuất đã được cơ giới hóa nhanh, như làm đất đạt trên 98,5%, vận chuyển 99,2%, gặt lúa 97,5%. Mặc dù vậy, hầu hết lúa gạo ở Nghệ An vẫn chưa thể tạo thành hàng hóa cạnh tranh trên thị trường. Điều này làm giảm giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân. Theo số liệu thống kê, mỗi năm toàn tỉnh sản xuất trên 170.000 ha lúa, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn. Trong đó, khoảng 1/3 sản lượng phục vụ lương thực của người dân, 2/3 còn lại được bán cho các thương lái hoặc bán lẻ ra ngoài thị trường để phục vụ chế biến bún, bánh, miến gạo hoặc thức ăn gia súc. Thực tế là sản phẩm lúa gạo của Nghệ An hầu như khó cạnh tranh ở những kênh phân phối giá trị cao. Thưa quý vị và các bạn, đây là những sản phẩm gạo mà siêu thị Gâu Vinh đang cung cấp cho thị trường. Và quan sát thì chúng ta thấy là hầu hết tất cả các sản phẩm gạo này đều xuất phát từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là các tỉnh phía Nam và phía Bắc. Còn hầu như các sản phẩm gạo của Nghệ An thì không hề xuất hiện trên kệ của siêu thị Gâu Vinh. Là một người thường xuyên đến các siêu thị, cửa hàng uy tín để mua thực phẩm cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hoàn ở thành phố Vinh thường chọn những loại gạo ngon, có thương hiệu và được nhiều người sử dụng trên thị trường. Theo chia sẻ của chị, hầu như không thấy sự xuất hiện của gạo Nghệ An tại các siêu thị, cửa hàng ở thành phố Vinh. Nói chung là khách hàng hầu như là họ cũng tìm những cái sản phẩm có uy tín và chất lượng là họ sẽ tiêu dùng thôi. Gạo Nghệ An thì nói chung là cũng bình thường,
đại khái ăn thì để cho nữa được thôi, chứ để về mà cảm nhận ngon thì cũng có cái đồ ngon lắm. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều tuân theo quy luật cung cầu, do nhu cầu của người dân chuyển từ ăn no sang ăn ngon, từ lượng sang chất, nên việc đảm bảo nguồn cung gạo chất lượng, ngon và uy tín là yêu cầu tiên quyết của các cơ sở kinh doanh lúa gạo. Qua khảo sát và tìm hiểu trên thị trường, phần lớn các cơ sở kinh doanh lúa gạo ở Nghệ An hiện nay đều nhập hàng từ các tỉnh thành khác. Điều này khẳng định một thực tế là lúa gạo Nghệ An, chất lượng và giá trị hàng hóa còn nhiều hạn chế. Hiện tại siêu thị Gâu là kinh doanh rất nhiều mặt hàng gạo, nhưng có tới 12 nhà cung cấp gạo vào là đang tiêu thụ ở Gâu Vinh. Nhưng trong đó thì không có mặt hàng nào của gạo Nghệ An cả. Cái nhu cầu cái gạo của Nghệ An mình là không đảm bảo được cái chất lượng, cho nên dư là cái dân người ta bây giờ người ta này ăn là phải ngon mà chất lượng. Mình lấy gạo cơ bản là vì đồng bằng sông Cửu Long, An Giang, Tiền Giang, Long An và Cần Thơ. Đó là ở trong nước, còn nước ngoài thì cũng thỉnh thoảng nhập đôi xe gạo ở Thái Lan về, với Lào về. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 6,15 triệu tấn, mang về 3,85 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 5,8% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch. Trong khi đó, số liệu xuất khẩu của Nghệ An lại rất khiêm tốn, chỉ đạt hơn 40 triệu đô la. Như vậy, mặc dù nắm những lợi thế rất lớn, nhưng để nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo, Nghệ An còn rất nhiều việc phải làm, nhất là trong việc xây dựng chiến lược toàn diện để thay đổi tư duy và phương thức sản xuất của người dân, các hợp tác xã cũng như doanh nghiệp. Điều đáng nói là mặc dù hàng năm Nghệ An vẫn được báo cáo có lượng xuất khẩu lúa gạo trên dưới 30.000 tấn, doanh thu hàng chục triệu đô la Mỹ, nhưng thực tế là lượng lúa gạo này lại được các đơn vị ở Nghệ An nhập về từ các tỉnh thành khác, sau đó chế biến và xuất khẩu. Nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa của lúa gạo Nghệ An để tăng tính cạnh tranh trên thị trường hướng đến xuất khẩu là yêu cầu bức thiết đặt ra. Nắm bắt xu thế này, đầu năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Thọ Thành đã sản xuất thử nghiệm 3 hectare giống lúa chất lượng cao Bắc Thơm 9 và bước đầu cho kết quả khả quan. Vụ hè thu năm 2024 thì Hợp tác xã được một số công ty có quảng cáo một số các cái giống lúa chất lượng. Đấy, thì Hợp tác xã đưa vào sản xuất 30 hectare. Thì đến nay á, là cái chất lượng gạo của là Bắc Thơm 9 này thì được á, bà con và khách hàng người ta là đón nhận. Theo các chuyên gia và nhà khoa học, một trong những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa lúa gạo chính là tập trung phát triển các bộ giống tốt, cho hạt gạo ngon, giàu dinh dưỡng thì sẽ tăng tính cạnh tranh và có chỗ đứng trên thị trường. Điều này đã được không ít đơn vị, hợp tác xã ở Nghệ An xác định rõ. Nâng cao cái giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích cây trồng cho bà con bằng hình thức là mình phải đầu tư vào khoa học công nghệ. Cho nên chúng tôi cũng đã mạnh dạn trình với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cho đó đến nay là chúng tôi khẳng định được rằng cái hướng đi đó là rất đúng. Thì đến nay là chúng tôi thấy rằng là cái việc phát triển của lúa gạo thổ dược Vĩnh Hoa đã được Bộ Nông nghiệp ra thông báo công nhận là bộ giống lúa dinh dưỡng đầu tiên ở nước ta, làm đối chứng cho tất cả các bộ giống lúa sau này phát triển. Diện tích lúa thì ngày càng thu hẹp, nó cần phải có cái là sản xuất lúa chất lượng cao để đem lại cái thu nhập cao trong trên một đơn vị diện tích sản xuất lúa. Và theo đó thì chúng ta phải chế biến sản xuất các loại giống chất lượng cao, sản xuất ra các loại gạo có cái thương hiệu. Rõ ràng là hoạt động sản xuất lúa gạo của Nghệ An còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Điều này phản ánh rõ thực tế chất lượng và giá trị chưa cao của ngành lúa gạo so với các lĩnh vực khác. Vậy nguyên nhân vì sao và cần những giải pháp nào để giải quyết vấn đề này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích trao đổi của bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An trong phần cuối chương trình hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi bà là bà đánh giá như thế nào về tình hình sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay?
phải nói rằng là thời gian vừa qua thì cái tình hình sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh ta là so với các tỉnh thì chúng ta đang ở cái tốc rất là tốt. Và nếu nói về năng suất này thì cả năng suất lúa của Nghệ An là cao hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước và đang ở cái top đầu của cái vùng Bắc Trung Bộ. Nhưng mà cái vấn đề để mà cái tiêu thụ để tham gia các cái vào các cái chuỗi siêu thị hoặc là tham gia ở những cái thị trường lớn thì đâu đó chúng ta vẫn đang hạn chế. Vậy thì xin được hỏi bà là nguyên nhân nào khiến cho cái hiệu quả trong sản xuất lúa gạo của Nghệ An vẫn chưa cao ạ? Nếu mà nói về cái nguyên nhân ấy, với 170.000 ha trên địa bàn tỉnh thì nói là lớn nhưng so với các tỉnh khác thì không phải là lớn. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận từ sản xuất lúa của chúng ta chưa cao. Do đó mà đâu đó là bà con nông dân cũng đang có một cái tư tưởng chưa thực sự mặn mà với để là sản xuất lúa. Cái thứ nhất, cái đồng ruộng của mình thì rất là manh mún. Mỗi một hộ gia đình sở hữu sử dụng một cái gọi là diện tích sản xuất rất là nhỏ lẻ. Cái thứ hai nữa là ruộng đồng của mình thì không bằng phẳng, tức là vùng cao, vùng thấp, vùng trũng, nói chung là nó rất là khó trong cái, cũng cản trở trong cái việc là điều tiết nước này, rồi cản trở trong cái việc là áp dụng các cái cơ giới hóa, công nghiệp hóa vào là cái sản xuất. Từ đó thì cái chi phí mà cho sản xuất lúa của chúng ta là nó đội lên nó cao hơn rất nhiều so với ở trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc thu hút các nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp để là đầu tư cái chế biến sâu cho cái lúa gạo của chúng ta rất hạn chế. Để mà nâng cao chất lượng cũng như giá trị hàng hóa, tăng tính cạnh tranh của lúa gạo Nghệ An trên thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu thì chúng ta cần phải triển khai đồng bộ những cái nhóm giải pháp nào thưa bà? Chúng ta phải triển khai đồng bộ nhiều cái nhóm giải pháp, tức là chúng ta phải xem được những cái nút thắt của cái hạn chế đó để chúng ta tháo gỡ, là chúng ta phải là làm thế nào đó mà tích tụ ruộng đất để hình thành các cái cánh đồng mẫu lớn. Đây, cánh đồng mẫu lớn đấy để chúng ta là thuận lợi cho đưa cơ giới hóa vào. Và một cái nội dung nữa đó là ngành cũng đang tập trung để là nghiên cứu này, điều tra, đánh giá, phân tích ấy, cái đất trồng lúa để chúng ta là xây dựng lại cái bản đồ đất lúa cho địa bàn toàn tỉnh. Thì bản đồ này là gì? Vùng nào là vùng trồng lúa năng suất cao, chất lượng cao, chúng ta khoanh định lại. Đấy, để chúng ta tập trung, tức là có những cái cơ chế chính sách để tập trung đầu tư cái hạ tầng cho cái vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao. Và song song với cái giải pháp khâu sản xuất thì chúng ta cũng phải xây dựng cho chúng ta một cái thương hiệu của gạo Nghệ An để nâng làm thế nào đó mà cái giá trị của chất lượng gạo của chúng ta phải đạt được là cao, đúng không? Đấy, thì bằng các cái giải pháp về là khâu giống, về là khâu kỹ thuật, về sản xuất Việt Gáp, đúng không? Sản xuất hữu cơ để nó nâng cái giá trị, cái chất lượng. Và song song với đó thì chúng ta thế nào cũng thu hút các cái nhà đầu tư trang thiết bị máy móc trong cái khâu là chế biến để là chế tham gia vào cái chế biến sâu để tạo ra là cái sản phẩm mà gạo Nghệ An của chúng ta là gạo là chất lượng cao. Đấy. Và ngành cùng đồng hành gọi là các sở ngành khác, ví dụ như Sở Công Thương, rồi Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh để cùng vào cuộc để chúng ta là tuyên truyền quảng bá này, rồi để là xây dựng cái nhãn hiệu, thương hiệu, cái chất lượng là sản phẩm gạo cho Nghệ An để chúng ta là cạnh tranh không những là trên địa bàn của tỉnh mà ngoài tỉnh cũng như có thể là vươn xa hơn để chúng ta là nâng cao cái giá trị của cái lúa gạo của Nghệ An. Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyenhinhnghean.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.